Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hoàng Trần Phương Vi, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang công tác tại bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện ạ. Được á, bộ phận này là tốt lắm á, chăm sóc khách hàng bao giờ cũng dễ thương cả. Còn bạn, tên gì, nghề nghiệp? Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến quý khán giả cùng hai vị MC dí dỏm và dễ thương của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Úc. Nguyễn Văn Úc? Dạ. Ở trong nhà thứ mấy? Dạ, em Úc luôn. Úc luôn? Dạ. Hay vậy ta? À, Úc nghề nghiệp làm gì Úc? Dạ, công việc của em nghề chính là cắt tóc, còn phụ là làm MC ạ. Hôm nay mặc cái quần đẹp quá nha. Quê Úc ở đâu Úc? Dạ, quê ở An Giang chị. Hồi nãy chị chưa hỏi quê Vi ở đâu à? Dạ, nhà em thành phố ạ. Ở thành phố luôn. Ủa Úc cắt tóc hay là chủ tiệm cắt tóc? Dạ, em chủ salon luôn chị. Làm cả nam cả nữ chị. Làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được gần 10 năm ạ. Wow, 10 năm là tay nghề dữ dằn lắm á nha. Dữ lắm, cắt cái đầu dữ lắm. Dạ, cắt cái đầu biết tay nghề liền. Rồi, lý do tại sao hôm nay ngồi ở trên cái ghế này? Không phải là không có anh. Nhưng mà đôi khi là do công việc của em là nó cái thời gian nó không có nhất định. Ủa, thời gian không nhất định là sao bạn? Dạ, thì chị cũng biết là cái nghề tóc với lại cái nghề MC thì cái thời gian nó lại vô chừng đó. Cắt tóc thường thường là cái ngày thứ bảy, chủ nhật tiệm mình làm mới có khách. Còn những bạn nữ mà em quen thường trước đây là do công việc của họ làm những cái công việc giờ hành chánh, cho nên là những ngày cuối tuần là em không thể dành cho họ. Thế rồi, vậy bên kia làm có hành chánh không? Dạ, em làm giờ hành chánh ạ. Rồi, vậy là chiều tối thứ bảy chủ nhật là người khẳng định nha. Dạ. Đúng không? Mình có những ưu điểm gì mình có thể giới thiệu? Em chỉ có là chăm sóc những người mình thân yêu nhiều hơn, kỹ càng hơn. Rồi, khuyết điểm? Em hơi lạnh lùng. Nhiều người tiếp xúc ban đầu với em nói là mày khó gần quá à. Nhưng mà sau đó tiếp xúc lâu nói con này nó khùng. Lúc đầu phải giữ cái nghiêm nghị của mình, chứ không thôi là người ta lại nghĩ mình đâu quá dễ dãi quá. À, nhưng cái đó là cố giữ thôi phải không? Dạ. Chứ thật ra bản chất là dễ dãi. Không, khùng thôi chị chứ không khùng. Chẳng hạn như gọi là lên cơn sản lâu lâu. Có vấn đề gì quá, cái em hay càm ràm, em hay gồng lộ lên. Cái tự nhiên kiếm một góc nào đó ngồi khóc, khóc xong cái hết đi ra làm tiếp hết. Nghĩa là mưa nắng thất thường chút thôi. Bên kia nghe bên đây vậy có sợ không bạn? Dạ không chị. Theo em thấy thì cái vấn đề mà hay nổi khùng bất chợt với lại là hay khóc thì có lẽ cũng hơi giống em ạ. À, trời đất ơi. Bạn Úc có sở trường như thế nào? Dạ thì công việc của em thì làm MC, chắc chắn thì cũng biết hát đôi chút. Thôi làm khúc mình đi. Vừa làm MC mình giới thiệu mình hát luôn rồi. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và mang tựa đề là Lỗi Nhỏ Vào Đời. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Ủa sao, sao người ta hát thấy mặt bạn buồn vậy? À, im lặng để mình có thể hiểu được giai điệu và cảm nhận được giai điệu. Đang lắng nghe là cảm nhận. Rồi, im lặng để chiêm nghiệm. Nhưng có cảm nhận sâu sắc ở phía sau cái giọng hát đó tiềm ẩn bên trong cái điều gì không? Em nghĩ anh phía bên kia màn hiền lành. Siêu nữa tụi qua tụi con. Chắc hiền anh dạ. Chắc hiền. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương mà anh. Dạ, có quà tặng anh ạ. Cố nghiêm. Quà có quà liền á, hay quá ta. À, cảm ơn em nhiều. Em đi kiếm dữ lắm mới ra được. Anh nghĩ rằng người dân miền Tây á cũng thật thà, chất phác, chịu khó thương, chịu khó ha. Đặc biệt là đàn ông miền Tây cũng chuồng thủy lắm nha em nha. Em cần có hiếu với lại ba mẹ nữa. Tại vì nếu như người đàn ông mà có hiếu với ba mẹ của mình, chứng tỏ là người đó yêu thương gia đình và có thể yêu mến được ba mẹ mình như vậy. Hay, cái này rất là hay. Nhưng mà những gì em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng quá. Anh ơi, anh cho em hỏi là anh là con út, anh có được cưng chiều ở trong nhà không anh? Nói chung là nhất chuồng đó em. À, vậy có bao giờ anh có làm việc nhà không ạ? Anh biết làm việc nhà từ lúc còn nhỏ. À, vậy có thể san sẻ được với em được. Là em không biết chung làm là từ nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, nói chung làm tất cả hết. Như vậy cũng ổn rồi đấy. Được, Rồi bây giờ em nói đi, em không thích gì ở người phụ nữ nào? Có tính thì ghen quá. Nhưng vấn đề là bạn có làm gì để cho người ta ghen hay không? Dạ không chị. Đôi khi bạn bè có nhận xét em là người đào hoa. Đào hoa của em là em quen nhiều người, nhưng mà mỗi lần quen chỉ một người thôi. Khi chia tay người này em quen người khác. Đó giờ quen bao nhiêu người rồi? Chính thức hay không chính thức anh? Trời ơi, giờ chính thức đi. Không chính thức chắc là nhiều lắm à. 50. Đâu tới với chị, 8-9 người. Đúng vậy đó hả? Anh này đó giờ thật tình nè. Lên đây dám nói nhiều chứ thường thường ai cũng ém hàng. Dạ có sao em nói vậy thôi chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? 3. Lần cuối cùng là bao lâu? Cách đây 1 năm rồi chị. Lý do chia tay? Người đó không có chung thủy. Điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Tính gia trưởng, không chung thủy. Em rất thích nuôi chó với mèo. Nếu mà người đó không đồng ý nuôi chó với mèo thì em sợ là... Ủa vậy em yêu chó mèo hơn người đó hả? Dạ anh ơi, chó với mèo là một phạm trù riêng, mình không thể so sánh với nhau được. Dạ, đúng rồi, nhưng mà nó khó cái này nè, nói như vậy cũng không được.
Bây giờ thí dụ giờ mình đang yêu người này, người ta không thích chó mèo, thế nào cũng có sự tranh cãi với nhau giữa chó hay mèo, em chọn ai? Có khi em chọn chó với mèo trước đó, cái đó mới là căng đó. Giờ hỏi Út nữa, Út thích chó mèo không? Tuổi thì em là tuổi con chuột. Ủa là sao em nuôi chuột hả? Dạ không, em tuổi con chuột. À chị tưởng nói em nuôi chuột, còn bên đây nuôi chó với mèo. Mày cũng hài hước. Hay sành quá ha. Phát sành hài hước dễ thương. Em thích cái người phụ nữ như thế nào về ngoại hình? Cũng rất là thích đẹp. Bạn này thẳng thắn quá ha. Dạ. Được. Chiều cao thì có thể tầm tầm 1m55 tới 60. Nước da hơi trắng tí xíu. Tóc dài. Còn cái vấn đề thì tóc tai thì em làm người tóc mà thì cứ em cho xả láng luôn. Muốn màu gì em quánh màu đó. Bây giờ không có tóc thì sao? Chà căng rồi nha. Thấy là một nè, ra chợ mua cái đầu tóc nó còn thiệt giống hơn thiệt luôn nữa. Em có tật xấu gì không? Biết nhậu, hút thuốc. Em uống bao nhiêu? Dạ, nếu mà ken em có thể em uống được một két á. Hả? Cái đó tùy theo phong độ thôi, giống như đá bóng thôi. Phong độ là nhất thời. Dạ, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đúng rồi. Chị mới là đẳng cấp nè, em chỉ là phong độ thôi cưng. Chị bao nhiêu? Em kết thì chị kết rưỡi. Vậy đó hả? Bạn này hay khóc, mình em có khi nào khóc chưa? Em nhớ cái lúc nhỏ là em có khóc, là khóc ở bụi cây. Gia đình của em lúc đó nó cũng khó khăn. Em đi học ở nhà không có tiền. Em ngồi gốc cây em khóc, xong rồi có bà ở hàng xóm. Bà rất là thương mình ấy. Sao con khóc? Giống bà Tiên quá vậy. Giống như bà Bụt. À. Dạ con đi học con không có tiền. Thôi nè, bà năm cho con 50 nè. Cũng từ cái vấn đề đó mà sau này em học được rất nhiều điều, em quý hơn được cái cuộc sống của mình. Nói chung đây là con người cũng rất là tình cảm, hài hước. Bác thẳng thắn. Ok. Hài hước. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em ạ. Dạ Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em cảm nhận người đối diện của bạn em thế nào? Thấy có hợp lý không? Dạ thì em thấy bạn gái này cũng được, có nhiều điểm giống với bạn em. Là ví dụ như bạn gái này thích nuôi chó nuôi mèo, là bạn em không ăn thịt chó thịt mèo, hai người thấy cũng hợp được điểm rồi đó. Ăn là mệt luôn. Còn hồi nãy bạn em nói là cái quan điểm mà tóc tai cái chuyện đó em không quan trọng, dù như mình thấy được là từ từ về người ta sẽ thay đổi, mình thương là cái gì cũng được hết anh, đừng có nói mà tóc dài tóc ngắn gì hết trơn mà. Đúng rồi, quan điểm em đúng. Đúng, chính xác. Tóc tai đâu quan trọng, quan trọng là cái tâm hồn thôi. Em nói em thích tóc dài mà em đâu có nói em ghét tóc dài, rồi nói vậy sao này lỡ ra đường thấy tóc dài cái bụi tóc ngắn sao anh? Đúng rồi, đúng rồi. Hay. Em hay. Thấy da trắng cái nó phụ da đen nữa. Thấy bạn em hơi bị được đấy. Bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi chung với lại bạn thân em ạ. Thân ai nó nhỏ quá. Tình hình sao nó giờ cười hoài em? Thấy ổn không? Bạn này rất là phong cách, vui tính, có thể gọi là con người suy nghĩ hơi bị nhiều. Bạn em thì rất là chân thành, đối xử với ai cũng chân thành hết. Đã yêu được động vật thì tất nhiên là đối xử với con người cũng vậy. Nếu mà có ý định gì với bạn em thì hy vọng là đối xử bằng cả con tim. Hay, nhớ nha. Dạ. Đối xử bằng cả con tim nha bạn nha. Ta cho đó, hai gặp đi. Đôi trẻ gặp nhau đi, chứ đôi dưới quá xuất sắc rồi. Đôi dưới hơi bị được á. Rồi chúng ta kéo màn lên. Nào chúng ta sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. Bắt đầu đi bạn. Dạ. Đầu tiên anh có món quà anh dành tặng cho em. Đồ body dữ quá. Dạ rồi em cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh ạ. Rồi anh cảm ơn em nhiều. À, anh có ghen không? Đối với anh thì nói chung nó cũng có một chút ghen, nhưng mà cái gì đó thì mình phải có một sự rõ ràng. Ví dụ như em có thể em hẹn một bạn trai đi uống nước bình thường, nhưng mà em có thể em nói anh một tiếng. Em thích chó với mèo, anh có ý kiến gì không? Không em, cái đó là cái sở thích của mỗi người. Ví dụ như anh thích bóng đá, em có thích không? Không. À, hèn chi tôi thấy tặng cái gối gì. Dạ Arsenal. Trời ơi, là cái đội bạn hâm mộ đấy hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như bạn nữ là chưa có thích bóng đá, nhưng mà ví dụ như cái gói trước tiên đó là em tặng cho bạn gái. Ví dụ sau này những cái lúc mà bạn gái mệt, bạn gái có thể tựa lưng. À, chị là chị hiểu á, tặng cho em cái gối này nè. Sau này mà có lấy nhau mà tới mùa đá banh á, ở nhà ôm cái gối này ngủ đi, còn ta đi coi cá banh rồi. Đúng không quý vị? Dạ không à, có gì là em chở đi theo luôn à. Em nói chung là em đi đâu là em rất là thích chở bạn gái theo. Cảm nhận bạn gái ngồi trước mặt như thế nào? Cái lúc em ngồi bên kia là em hy vọng là sẽ đẹp cỡ chị Cát Tường thôi, nhưng mà em thấy là vượt hơn rồi đó. Được rồi đó. Em thấy hơn rồi đó. Thấy chưa? Chưa đâu nha, từ từ chưa. Đi, chưa bấm nút à. Cái người mà mình thích, mình thương là cái lúc nào cũng hơn cái người khác. Đúng mà, nếu đúng chơi dằn cái tay đi à. Trời ơi. Nè, khối tay gì vậy? Dù dập tôi hả? Ta hết thời gian.
Nào, bây giờ mình suy nghĩ thật kỹ xem tiếng sét ái tình như thế nào. Suy nghĩ kỹ vụ cái gối này rồi không đốc nha. Tôi nói đúng á, tin tôi đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Dạ. 1 2 Suy nghĩ cho kỹ. Bấm là quyết định. Những cái gì đi đến tương lai không bấm, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được. 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy chúng ta đã có một chút đồng cảm từ giây phút ban đầu rồi. Bây giờ mình kêu nắm tay lên, chưa nắm tay nhau đúng rồi, thôi nó coi rồi lâu không à. Không nãy giờ mày không lanh lắm à. Rồi không đi. Không mà. À. Không được. Không được. Em thì dễ. Em thì dễ trời ơi. À, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc các bạn sẽ có thời gian thật lãng mạn bên nhau. Dạ. Nào hãy nắm tay và đưa bạn gái đi xem phim. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Gì mà cười ở dưới cũng cười vậy? Đi gọn gàng quá vậy. Tên gì? Em tên là Trần Thanh Tú. Em 28 tuổi. Em đang công tác tại huyện Thủ Thừa. Công tác gì em? Dạ phụ trách phó công an. Phó công an hả? Trời ơi, công an hàng chi? Đi ra đi nghiêm dữ. Phó công an. Phó công an xã hả? Dạ. Sao hiền dữ vậy? Xã nào vậy bạn? Ngầu lên chứ. Tại tính em vậy quá anh Linh à. Tính vậy đó hả? Xã nào bạn ơi? Ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. À Long An, rồi lên đây tham gia chương trình rồi về lại Long An. Dạ. À rồi, để hỏi bạn nữ cái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh chào em, chào anh Nguyễn Linh và em chào các bạn khán giả. Chào bạn. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ An, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Hiện tại em đang làm kế toán cho công ty lắp đặt và thiết kế phòng game. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 26 tuổi chị. 26. Ủa vậy là Gò Công, Tiền Giang cũng gần Long An đúng không anh Linh? Sát bên. Có nghĩa là em cũng làm việc ở dưới. Tiền Giang lắm. Dạ, em làm việc ở Sài Gòn chị. À, làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Sở thích của mình là gì? Dạ, sở thích của em là thích nấu ăn, mà được cái nấu ăn không có ngon. Nhận với em thích giống như là chăm sóc người khác vậy đó. Nhất là trẻ em. Em thích coi phim Hồng Kông lắm chị. Em thích cảnh sát Hồng Kông. Công an Việt Nam cũng giống như cảnh sát Hồng Kông vậy đó. Dữ lắm à. Không có, em thấy em đi mấy lần em chứng giấy tờ công an hay la em đồng lắm. Đồng chí công an xã bên đây đẹp trai vô cùng luôn. Bé dễ thương. Nói công an hay la em lắm kìa. Ủa em làm gì mà bị công an la? Dạ, đi chứng giấy tờ, chứng nhiều quá bị la. Thôi thôi. Trời dễ thương quá. Không có đi đây phó công an xã rồi. Xưa giờ em có mối tình nào chưa? Dạ, em có một mối tình này chị. Quen anh đó một thời gian mới biết là anh đó ly dị vợ mà có hai con nhỏ. Vậy thôi, không chịu. Dạ không phải không chịu, mà là em rất là thương hai đứa nó. Rồi quen dần dần từ từ em thấy giống như là người ta thương con người ta hơn, mình không có cái gì hết á. Em không đòi hỏi gì, em chỉ cần quan tâm em một chút xíu thôi. Quen một thời gian thì ảnh nói là ảnh không muốn bước tới nữa. Tại vì sợ sau này con anh con em con chúng ta tùm lum tùm la. 4 năm rồi chị. 4 năm nay là không có mối tình nào? Dạ cũng có, nhưng mà mấy ảnh thì sao á. Sao là sao em? Thí dụ em đi nguyên tắc đúng 9 giờ em sẽ về. Xong rồi em nói em về, thôi giờ đi ăn với anh đi, thôi giờ đi uống cà phê nữa đi. Em nói dạ không, đừng có ép em vậy, thà em tự giác em đi. Anh công an nghe rõ nha, đi chơi 9 giờ 9 rưỡi thôi nha. Không, anh nghĩ anh công an này cũng rất là kỷ luật, không có gì lo đâu. Mình nói một chút xíu về tình sử của mình đi. Trước đây thì em cũng từng có vợ và đã ly hôn này được 2 năm. Lý do ly hôn thì do là em thì làm công việc của em ở địa phương, lâu lâu cũng về nhà thì từng về 3 ngày. Vợ thì lúc đó thì đang làm bên hướng dẫn viên du lịch, 2 tuần mới về 1 lần, mà về ngay ngày thứ 2 nên em về không được. Rồi cái lâu ngày cái sinh rồi hai đứa sinh ra cái mâu thuẫn, rồi cái dần dần cái mất dần tình cảm, rồi ly thân, rồi dẫn đến cái gì ly hôn. Rồi có con chưa em? Dạ em chưa có con. Bây giờ mình muốn tìm người phụ nữ như thế nào? Hiểu cái công việc của em. Em thường đi đêm, đi từng đêm, hoặc là nhiều khi em đi học cả tuần nhưng mới về. Ráng ở nhà, giữ nhà giùm, đừng có đi đâu. Rồi biết quan tâm em khi em mệt, hơi nhậu nhiều á. Trời, nhậu nhiều hả? Tại vì em ở cấp xã thì phải thường xuyên xuống dân.
nên mà trên dưới thì người ta rủ hơi nhiều à. Rủ nhiều thì cứ uống gì thì mệt. Nãy em nói ly hôn thì em cũng không ngại đúng không? Dạ. Anh này cũng được, cũng chưa may mắn, chưa có con nên không có con anh con em gì hết. Dạ. Bây giờ trước mắt là thí dụ như đi về ảnh công an chắc anh cũng khó thay đổi chỗ làm. Dạ, em có đi về bên này làm dâu được không? Ừ, dạ được chứ chị, nếu ở dưới có công việc phù hợp với em thì em cũng sẵn. Rồi ở xã người ta thiếu gì công việc người ta bố trí cho. Chung em về em làm trưởng công an. Rồi cái thứ nhất. Và cái thứ hai là về đó ảnh nhậu nhẹt nhiều hay đi đêm vậy đó, em có ý kiến gì em nói dạ, chuyện với ảnh không? Em cũng thích người đàn ông của em là phải biết nhậu đó thôi. Biết thôi nhưng mà đừng có nhậu nhiều quá. Em có nhậu không? Dạ không. Này ảnh biết ảnh nhiều chứ không có chút chút. Dạ nhiều thì em cải tạo từ từ không sao đâu. Trời ơi, ta công an mà phải dùng từ bả cải tạo người ta luôn, trời ơi trời. Em thích mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung thì không đẹp trai cũng được, nhưng mà phải cao hơn em xíu, mập tròn tròn, đừng có ốm hơn em quá. Chào các bạn. Mặt vậy mà anh nó nghiêm gì anh Linh? Mặt dễ thương mà nghiêm gì? Nếu mà được, bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà được thì chắc năm sau chị. Có chuẩn bị gì chưa? Thì giờ có cái gì tiết lộ cho tôi nghe để mình làm sao mình phải hấp dẫn người ta, để mà người ta bỏ công ăn việc làm ở trên thành phố, người ta về người ta làm dâu mình. Thì nếu mà về công việc á, thì là em có thể xin cho công việc là gần ở nhà. Tại nhà cũng có, gần nhà có khu công nghiệp. Rồi, giờ về là ở đâu? Giờ là ở chung với ba mẹ. Ba mẹ cũng làm nông với lại là chăn nuôi heo á. Chăn thì heo thì ít. Nuôi heo. Nhưng mà phải phụ ba mẹ phần đó. Có thích bạn gái mập mập không? Dạ, chị thấy con này không? Con nói gì vậy, con voi hả? Dạ, em thì thích bạn nữ thì nhỏ nhắn cũng được, hay là mỉm mỉm cũng được. Chủ yếu là quan tâm em là được. Không thích cái điểm gì á người phụ nữ? Điệu quá, hay đánh đá. Phụ nữ phải điệu mới đẹp chứ. Điệu quá mức, ví dụ đang nói cái eo quá cái em khó chịu. Eo là sao? Ví dụ đang đứng dậy cái eo nghiêng qua anh ơi này kia được cái kỳ. Mình đã làm điệu sao đâu. Anh ơi tối nay đi cần tiền anh vậy đó không? Khỉ không? Dạ. Nổi da gà. Yên tâm. Chị tác tội coi chắc không được quá. Sao vậy? Anh nói anh không thích gái điệu mà em nói chuyện hay nhảo nhảo như cơm nhảo gì á. Em nói chuyện giọng nhảo mà cái tướng em có dạ không, tướng em mà eo cho đem dục luôn. Dễ thương mà, đâu có sao đâu. Anh kia rất là dễ tính. Anh dạ. Sống có kỷ luật, có nề nếp, có giờ giấc. Có đề tại vì đúng là đi về với dân thì mình cũng phải uống chút xíu thôi. Nhưng mà có bà xã ở nhà thì cũng về sớm chút. Còn em gọi thì phải chờ anh vào 3 ra 7 mới được gì hả? Đó, cái vậy không được nha. Mỗi lần em gọi phải chào nha, 7 là anh không có chịu đâu đó. Không có được á. Mà tập em nói chuyện vậy chứ không phải em điệu. Tại cái tiếng của em nó vậy á. Trời xanh nó cái giọng mình vậy mà. Không có gì đâu, bình thường. Biết nuôi heo không? Dạ, biết chị. Tắm dạ. Tắm heo. Dạ biết, tắm ảnh cũng được. Trời ơi. Dạ đi nhậu xỉn thì em tắm luôn. Em tắm như tắm heo vậy đó. Này cũng được. Dễ được. Không dễ thương. Mình mà. Có đi với người thân nào không em? Hôm nay mình dạ có được. Em đi với em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Dạ thì theo cảm nhận của em thì em thấy anh này hiền, chững chạc, thật thà. Nhưng mà con gái thì em nghĩ là phải điệu đà với lại dịu dàng. Ảnh thì không thích điệu đà. Không, ảnh không thích dẹo dẹo thôi. Không đến nỗi nào đâu. Em nghĩ là cái đó là cái nét dễ thương của chị em. Rồi anh công an có người nào đi theo ủng hộ mình không? Dạ có người em làm chung cơ quan. Công an luôn hả? Dạ cũng công an. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và dạ. Chị Cát Tường. Nãy giờ ngồi đây cũng có quan sát cho bạn nữ thì thấy cũng có điểm hơi giống nhau. Bạn nữ ở đây biết nấu ăn, thì bạn Tú cũng biết nấu ăn, làm mồi cũng rất là ngon. Biết tắm heo nữa. Yeah. Theo em nghĩ thì tấm màn kéo lên á, bạn của em sẽ đồng ý. Nói chung là bạn nữ ở đây cũng rất là hiền lành và xinh. Nếu mà bạn bên kia rất là mũm mĩm, múp míp, bạn gặp bạn sẽ mê mệt. Nào kéo màn lên, chúng ta sẽ có 2 phút để nói chuyện với nhau. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Anh thấy em sao? Thì cũng hơi xinh. Hơi thôi hả? Không hơi xinh thiệt. Dạ em thấy anh thì nhìn cũng cao đẹp trai á, giống như diễn viên phim Hồng Kông vậy. Nói chung thì nói anh nói không thích điệu thì không phải như em gái nói thì đừng có quá mức thôi chứ thì còn... Em nói quá mức đâu, em có cái chiêu dỗ ngọt người khác nữa đó. Cái đó là anh thích nhất. Ừ, anh ai giận chứ? Em dỗ à. Ai giờ mà dỗ ngọt cái là anh chịu. Cái vụ tắm anh giống tắm heo đó anh thấy sao? Anh chịu giống vậy không? Anh đi nhậu vậy em tắm anh giống như tắm heo vậy anh chịu không? Thôi để anh tự tắm cho chắc ăn chứ tắm heo phải ra dội thịt nữa. Linh khoái làm sao đứng cười dữ. Con dễ thương mà.
Nếu giờ mình hợp nhau thì em có thể là chừng nào tính tới hôn nhân? Ừ, thì quan trọng là do bên anh thôi. Anh hỏi cưới thì tất nhiên em phải chịu rồi. Vậy giờ anh hỏi rồi em chịu luôn hả? Em phải về em hỏi ba má em nữa. Tưởng đâu em chịu luôn. Nếu mà lỡ mà có gây nhau, bỏ gì dưới ở không? Không, em không có gây đâu. Bảo đảm với anh luôn. Mà em được có cái em giận dai lắm. Anh chịu được cái giận dai của em không? À, thường mà nếu mà giận dai thì thấy trong phim nó hung cái hết. Em không có hung. Ví dụ anh đi nhậu đúng không? Anh nhậu 10 lít đúng không? Em mua 30 lít thì cho anh nhậu, nhậu hết luôn đó em hấp dẫn anh. Lỡ anh thấy anh sao được không? Nếu cái đó về em lỡ rượu luôn á. Lấy độc thì độc. Dạ. Em thấy ảnh sao được không? Dạ em thấy anh cũng được, hiền, dễ thương mà với lại công an nữa, nguyên tắc là em chịu. Tại vì em mà sống nguyên tắc. Em đi chơi đúng 9 giờ là về nha, anh đừng có nèo nèo thêm 5 phút nữa nha, em đi về liền luôn á. Vậy thôi, vậy để anh đưa em về chứ đừng đi bộ, tội nghiệp anh. Thôi dễ thương ha. Dễ thương. Đưa về thì đưa em nói ok, đưa em tới đây thôi. Nhưng mà đừng có nhiều nhẹo là em không có thích. Đưa tới đây thôi là sao? Thí dụ hồi chút trước em cũng có quen một anh, cũng đưa em về, em nói thôi đưa em tới hẻm em đi bộ vô được rồi, em sợ ba em la. Không được, anh phải đưa em vô nhà, em thấy vô nhà mới được. Mà đứng nói hoài, nó một tiếng đồng hồ luôn, em không thích vậy. Mà kỳ vậy, bây giờ ta quen nhau, người ta tiến tới hôn nhân, người ta công an, người ta đàng hoàng, thì người ta tới nhà là người ta thật tình, ta mới tới nhà chứ. Thì anh thì tới nhà được. Ờ. Anh kia không được hả? Dạ. Rồi, chúng ta để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao bên đây lên đỏ rồi bên kia? Ủa? Cú hồn. Sao bằng nam? Cảm giác em hết hồn. Hết hồn. Cảm giác em sao? Cảm giác em bình thường thôi chị. Nếu anh không bấm thì em cứ nghĩ là lên đây thì em biết thêm một người bạn thôi, không sao. Anh bấm nhiều lắm mà. Anh sao thấy tay sao không kịp? Bây giờ mình nắm tay nhau một cái đi. Đâu rung quá vậy? Trời, sao rung dữ vậy? Ai rung? Lần ngắt à? Dạ em chắc em, tại em nhát quá. Nhát hả? Rồi chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu thêm và mong đón nhận tin vui của các bạn. Khóa cặp này rồi nha. Dạ. Cặp dễ thương nè. Em dễ chọn. Đàn ông ra ngoài được thì phụ nữ cũng ra ngoài được. Rồi, xin chào mọi người. Bây giờ là chàng trai đã xuất hiện trước giờ, nãy giờ cũng hơi lâu rồi ha. Em cảm giác như thế nào? Hồi hộp chị. Hồi hộp ha. À. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài và sẽ mời bạn gái của em trong chương trình ngày hôm nay vào đây. Để chúng ta trò chuyện. Ở Tường ít phút nha. Dạ. Rất là xíu. Rồi, hai bạn đã vào vị trí của mình rồi. Xin mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Rồi, chào em gái. Hai bạn dễ thương quá. Hai bạn sẽ giới thiệu về nhau cho đối phương nghe. Và người ấy đang ngồi cách nhau qua một trái tim như thế này. Mình nói lớn một chút xíu cho bạn mình có thể nghe được nha. Dạ. Rồi, em gái giới thiệu trước nha. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào bạn Nam. Em tên Huỳnh Thị Tình. Em sinh năm 1990. Quê em ở Bình Định và hiện tại là em đang làm ở Bình Dương và làm nhân viên kế hoạch sản xuất. Kế hoạch sản xuất? Dạ. Sản xuất cái gì em? Dạ, công ty em sản xuất về gậy đánh gôn đó chị. Gậy đánh gôn? Dạ. À, em làm là bên kế hoạch sản xuất ha? Dạ. Rồi, mời em. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Duy Giới, em sinh năm 1990. Em là làm về công việc gì? Em là làm bên xuất nhập hàng, đến từ Hà Tĩnh. Hiện đang làm việc và sinh sống ở Đồng Nai. Đồng Nai, Đồng Nai đoạn nào? Coi thử coi Đồng Nai, Bình Dương có gần nhau không? Bên bạn nữ ở đoạn nào Bình Dương? Dạ em ở ngay dòng xe An Phú ạ. À, dòng xe An Phú. Biết không? Biết thì. Bao nhiêu cây, cách đi qua, rồi em đi qua đó bao lâu? Hai mấy cây. À, mấy cây thì cũng gần. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Em điểm mạnh của em là thể thao, thích đi du lịch. Điểm yếu chắc là hơi rụt rè. Tự tin lên một chút xíu nữa. À, vâng. Không. Còn em gái, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ em chắc điểm mạnh, điểm yếu của em chính là thẳng tính. Em khá thẳng tính. Với lại điểm yếu của em là em hơi hậu đậu một xíu. Hậu đậu?
Hay là làm đâu đó đổ vỡ hay là hay quên hay là như thế nào? Dạ không, làm thì không đến nỗi đổ vỡ. Nhưng mà đồ em thì em hay để chỗ cố định, tại em để lung tung em hay quên. Về tình trường? Tình trường nói là mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào hết. Em chỉ thời đi học em có một mối tình đơn phương thôi. Còn khi đi làm thì cũng quen, cũng nói chuyện. Nhưng mà em chỉ quen nói chuyện khoảng thời gian khoảng tháng, mình cảm thấy mình không hợp. Mình nói thẳng ra không hợp thì mình làm bạn dễ hơn. Mà hàng mấy tuổi mà chưa có mối tình nào thì mình có nghĩ là mình khó tính quá không? Hay là em có suy nghĩ ra cái nguyên nhân tại sao mình chưa có bạn trai không? Thì cũng nhiều người nói em kén chọn, nhưng mà em thấy em có ai đâu kén chọn. Lúc em đi học thì ba mẹ nói rồi, đi học thì lo đi học đi, cấm đoán. Nhưng mà khi mà em ra trường á, bạn bè mình thì không có nhiều. Mà em làm trong văn phòng thì mấy chị toàn là lập gia đình thôi. Nên thời gian rảnh không làm gì thì thôi, thì lao vào công việc. Nói chung là do hoàn cảnh đưa đẩy. Em ấy còn trong trắng thanh nguyên, chưa có một mối tình nào. Tao nghe đến đây là em cảm thấy như thế nào? Cũng hơi khó tin nhưng mà... Đó, gì đâu khó tin, bình thường. Chị Tường làm mai mối cho nhiều cặp đôi lắm rồi. Cũng có rất là nhiều bạn gái mà hai mấy ba mươi tuổi chưa có một khoảng tình dắt dài. Rồi, thế còn em? Em cũng được ba mối tình. Ba mối tình? Gần đây nhất thì chia tay được hơn 3 năm rồi. Quen bao lâu mà chia tay? Quen được hơn 5. Lý do tại sao chia tay mình? Do khác tôn giáo á. Còn bây giờ em có yêu cầu gì, tôn giáo gì ở bạn gái không? Em thì sao cũng được. Em đạo gì? Dạ em không theo đạo. Không theo đạo được không? Không có đạo gì hết. Dạ em... Vậy khỏe vậy, ha? Vậy là yên tâm. Mẫu người lý tưởng của em? Một người lý tưởng cao tầm 1m55 trở lên. Ok, gì nữa? Da thì không cần trắng lắm. Ok luôn. Nói chung dễ nhìn là được, em dễ chọn. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Không thích thì xăm hình. Có không được. Em không có. Ở ngoài thấy không có đó, ở trong thì chị không biết. Nói chung xăm chỗ nào kín mình em xem được rồi. Còn em? Dạ mọi người lý tưởng của em chỉ cần cao hơn em một xíu là được. Được. Không gia trưởng. Có gia trưởng không? Không vậy. Người miền Trung gia trưởng á có một tí nhưng mà không có nhiều. Thật ra người đàn ông thì cũng nên có một chút gia trưởng em, tại vì trong gia đình ví dụ như hai bên cứ tranh cãi hoài thì phải có một cái người đưa ra quyết định cuối cùng chứ, nếu không lẽ rồi không có ngã ngủ, đúng không? Một chút thì được. Gia trưởng quá em sợ lắm. Đúng rồi. Với lại em cũng thích độc lập quen rồi, nên cái gì mình cũng thích tự do thôi. Phụ nữ không thể nào mà lấy chồng xong ở nhà cho gia đình. Nói chung là đàn ông ra ngoài được thì phụ nữ cũng ra ngoài được. Thì mình làm sao mình ra ngoài làm ăn phụ hỗ trợ cho chồng, cũng phải cải thiện kinh tế. Em nghĩ bao lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân được? Nói chung trong năm nay thì càng sớm càng tốt. Trong năm nay có chuẩn bị được gì chưa? Cũng sơ sơ rồi chị. Sơ sơ. Em điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ thì bạn trai không chung thủy nè. Nhậu thì có thể nhậu một ít thôi, không nên nhậu lầy quá. Đôi lúc mà em hay ngang tính thì nhường nhịn em một xíu. Một chút xíu trò chuyện chúng ta có thể suy nghĩ đi. Bây giờ mình hình dung và mình đoán thôi. Mình đoán cái người bên kia là người như thế nào. Đâu cho Tường xem những bức hình của các bạn chuẩn bị. Để tôi duyệt qua trước. Tôi đoán nổi không? Hai tấm thôi đoán được rồi. Đây. Ít người cho nên dễ đoán. Trời đất. Một tấm một. Cái này em có tay. Xin mời bạn gái hãy cho ba cái đặc điểm của mình để cho bạn trai có thể nhận dạng. Dạ em có đeo kiếng. Có đeo kiếng. Gì em hay cười. Hay cười. Và tóc ngang vai. Em đoán ra chị. Tóc gì? Tóc ngang vai. Tóc ngang vai. Em đoán ra chị. Rồi, mời em cho bạn này ba cái nhận diện. Mặc áo trắng. Áo trắng. Người cao hơn tất cả. Cao. Ta cho cái đặc điểm gì mà khó một chút. Nhìn vô cái biết liền còn gì nữa. Nhìn vô biết rồi chị ạ. Nhận ra chưa? Dạ rồi. Đâu, ảnh đâu? Một người ở chính giữa. Đây đứng một bên. Rồi, còn em? Người ngoài cùng á. Hay quá à, đeo kiếng. Có một mình cổ đeo kiếng à, mà cổ kêu người ta lựa người đeo kiếng. Có hai người. Hai người, người kia lớn tuổi quá, để em nhìn vô cái mặt là biết liền rồi. Thì giống như em cho lành nữ đó. Áo trắng, cao nhất. Thì cứ ba em cao nhất thì nhìn tôi thấy rồi, hai bạn này. Được, bây giờ mình sẽ mở cửa trái tim ra ha. Xin mời hai bạn, chúng ta sẽ được trực tiếp trò chuyện với nhau khi cánh cửa trái tim này được mở ra. Cảm nhận của hai bạn như thế nào khi lần đầu tiên được nhìn thấy nhau? Quá tuyệt vời chị ạ. Quá tuyệt vời. Đoán đúng rồi phải không? Vâng, đoán đúng. Quá dễ dàng luôn. Còn bạn gái?
Em cũng đoán đúng rồi mà. Nhưng mà có tuyệt vời gì không? Hay là thấy ổn không? Được mấy điểm? Sơ bộ là được mấy điểm? Chân cũng giống như em tưởng tượng. Nói chung là thiện cảm là đúng như em mong muốn. Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn cùng nhau ăn trưa. Mình vừa ăn trưa mình vừa trò chuyện nha. Xin mời hai bạn ha. Đây là phần combo set chính bán cực kỳ chạy của No Food Ship thức ăn nhanh. Ở bộ combo này nó gồm có là gà tốt mật ong nè, rồi kimbap truyền thống và trứng cuộn ngũ sắc. Ăn no được cho cả hai người mà giá thì rất là sinh viên. Bây giờ mời hai bạn, nhìn hấp dẫn quá ha. Nhưng mà ăn cũng phải nhớ trò chuyện tâm sự với nhau nha. Rồi chị Tường sẽ quay lại trong ít phút nữa. Mời hai bạn cứ tự nhiên trò chuyện. Chắc đói giờ ăn ngon. Anh ở Đồng Nai là ở đoạn nào? Anh ở cuối của Biên Hòa, sát đường đi Vũng Tàu á. À, nghe đường bọt sữa Long Thành ở dưới đó luôn hả? Em có hay đi. Em hay đi dưới không? Coi quen dưới không? Dạ em có bác ở dưới đó. Bác hả? Ở dạ. Đoạn nào? Dạ chỗ Avatar chạy lên một xíu. Đó là thành phố Biên Hòa. Dạ đúng rồi. Anh có hay về quê không? Anh Tết anh hay về. Cứ năm về là ngoài quê bố mẹ cũng già rồi. Năm nào có anh em về hết. Em ở Bình Định. Dạ đúng rồi. Em có sợ yêu người cùng tuổi không? Không, bình thường mà. Đúng ý của anh vậy. Anh có quan điểm sống thử không? Sống thử à? Thật đã từng, nhưng mà không đến mức lấn quá sâu. Em thì chả có quan niệm đó. Nói chung em cũng khá thẳng tính. Nói chung được là được, mà em không được là em không được. Nhiều lúc thẳng tính quá nên em é tới bây giờ đấy. Ôi giời ơi. Em cảm ơn. Có vẻ anh còn nhát hơn các em nữa nhỉ? Anh nhát lắm. Nhưng mà người lạ, còn người quen thì cũng mạnh dạn lắm. Nói chung mà em hợp câu thì em mới nói chuyện. Nói chung mà cảm thấy nói chuyện hợp thì em sẽ nói chuyện nhiều. Còn cảm thấy không nói chuyện hợp thì em khỏi nói luôn. Ôi, sao rồi, đồ ăn của mình ngon không nè? Ngon ha. Đói ăn cái gì cũng ngon nè. Bây giờ mình chơi một trò chơi được không? Bây giờ trên tay chị Tường là sẽ có những cái yêu cầu, những cái lá thăm. Mình sẽ mỗi người bóc một lá, trong này nó yêu cầu cái gì mình sẽ làm cái đó. Dạ. Dám không? Dám. Dám gì đâu không dám. Dám hả? Dám thôi, mình nằm trước. Thôi, em chọn màu đỏ đi. Màu đỏ đi. Bạn sẽ làm gì khi người yêu nhõng nhẽo và làm nũng với bạn? Cái này chắc em nhõng nhẽo luôn quá. Lắm rồi. Tùy vậy. Làm sao mà cổ vừa ý mới được á. Em có hay nhõng nhẽo không? Dạ em không có nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo hả? Dạ em thẳng tính quá em không có nhõng nhẽo. Em cũng vậy chị. Nhưng mà cái yêu cầu người ta vậy, em thử tưởng tượng đi. Ví dụ một ngày nào đó bạn gái em nhõng nhẽo với em thì lúc đó em sẽ làm cái gì? Anh ơi mệt đúng không? Anh ơi ẵm em đi. Anh ơi em muốn uống nước. Ví dụ vậy. Anh ơi, em nhớ biết đâu tin này sẽ có. Tin này sẽ có. Thì bây em sẽ làm gì? Thì chiều cô ấy tí. Chiều là chiều sao? Thì làm vừa lòng cô ấy lúc giờ đó. Cô nói là cô ở xa mà cô nói là anh ơi, anh em nhớ anh quá à. Nay em đang bệnh, rồi em làm gì? Xem cái mức độ bệnh nào em chạy lên thôi. Trời ơi, người ta nhõng nhẽo, nhiều khi ta không có bệnh nhưng mà người ta nhớ, người ta nói người ta bệnh rồi sao? Thì lúc đó phải hỏi kỹ đấy chị. Đâu phải tìm hiểu kỹ, bạn gái nhõng nhẽo là nhõng nhẽo thôi, nhõng nhẽo mà còn tìm hiểu kỹ nữa. Tính như em những cái đó em hay nói lại là anh cũng nhớ em. Thôi tới bạn gái đi. Ráng nhõng nhẽo với anh nhiều xíu nha. Tập vợt cho anh, cho anh già anh dĩ ga lăn lên chút xíu nữa. Bạn đã từng khóc vì ai chưa? Nếu có, vì đó là ai? Chưa. Nếu mà nói yêu mà để khóc thì em chưa khóc vì ai cả. Nhưng mà trong công việc em khóc nhiều. Ai vậy? Khóc vì ai vậy? Sếp chửi. Sếp nam hay sếp nữ? Dạ sếp em sếp nữ. Cô chưa có mối tình nào hết, lấy đâu mà cô khóc với bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Không biết đâu sau này em sẽ khóc. Thôi được rồi, một chút xíu đó cho vui thôi. Bây giờ là cái giờ phút quan trọng. Hồi nãy giờ chúng ta chia sẻ nhiều rồi. Bây giờ chúng ta hãy lắng động lại. Hãy ngẫm nghĩ lại xem hiện tại bây giờ trong lòng mình đang nghĩ điều gì, để chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Bạn trai em muốn nói gì nữa không? Anh muốn hỏi là một tuần hẹn nhau được khoảng mấy lần thì... Anh có thể chạy từ Đồng Nai lên Bình Dương được mấy lần? Nếu vì em anh sẽ chạy lên. Anh lên mấy lần thì có thể mấy lần. Công việc của anh thì cứ 3 giờ rưỡi chiều là anh hết giờ rồi. Rảnh là anh chạy lên. Vậy là anh phải đợi em dài dài, tại công việc em tới 5 rưỡi chiều em mới xong. Thì
ảnh xong ảnh về, ví dụ anh tắm rửa rồi anh đi lên em là vừa giờ em ra đón em rồi đi ăn đi chơi luôn. Quá hợp lý rồi. Được. Bạn gái hiện tại giờ em cảm nghĩ như thế nào? Anh này thì khá hiền nhưng mà nhát quá. Chị cho em một cơ hội nữa nè, em hãy đứng lên nắm tay cô gái ấy, hai người nắm tay nhau để cảm nhận, nhìn thẳng vào mắt nhau để chúng ta quyết định. Cho anh nắm tay. Mềm lắm chị. Rồi. Hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Các bạn sẽ nhắm mắt lại và chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu như hai bạn cảm thấy mình thật sự rung động, mình nghĩ rằng là cái người đối diện của mình có thể là một nửa mình đang tìm kiếm thì mình bấm nút. Nếu như mình không rung động, mình không bấm nha. Bấm hay không là tùy thuộc vào các bạn. Nhưng bấm nút là để hẹn hò, tìm hiểu về tình yêu, để tiến tới hôn nhân, chứ không phải chỉ bấm nút để mà vui chơi. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. 1 2 3. Wow, hai nửa trái tim cùng sáng lên cùng một lúc rồi. Như vậy thì mời hai em đứng về một phía. Chúc mừng hai bạn ha. Ngày hôm nay hai bạn đã chính thức trở thành một cặp, hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bạn nam hơi nhát, bạn nữ nói là hơi nhát. Mình sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn một chút xíu để cho cô ấy có thể là yên tâm, là một cái bờ vai vững chắc nhá. Hiện giờ em cảm thấy trong người như thế nào? Chung hơi rung. Hơi rung. Hãy tự tin lên để rung hơn cả em nữa. Đúng rồi, để cho em bảo vệ cho cô ấy. Chị Tường gửi tặng cho hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim đến từ cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Hai bạn có thể đến đây để lựa chọn những bộ phim mà mình yêu thích để cùng thưởng thức với nhau. Ngoài ra Tường còn gửi tặng cho hai bạn, đây là một cái voucher giảm giá 30% tại chuỗi nhà hàng Aori Ramen. Đây là một cái không gian rất là ấm cúng để các bạn có thể ăn uống và chuyện trò với nhau. Một nơi để dẫn gia đình của mình hoặc là bạn bè của mình đến đây vui chơi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn chương trình. Rồi, kiểu của anh ấy là anh không thể hiện cái tình cảm đó với em cho những người ngoài biết. Mà em sợ nhất là đàn ông lăng nhăng. Nói một lần thôi là mình tự sửa rồi. Em thấy ít người nào mà nói một lần nghe lắm chị. Trời ơi. Xin chào bạn trai. Nãy giờ chờ đợi mình bị che mặt lại chắc cũng khó chịu trong người lắm đúng không? Dạ. Cảm xúc của mình bây giờ như thế nào? Dạ, hơi hồi hộp một chút ạ. Hơi hồi hộp một chút. Bây giờ hãy đợi thêm 30 giây nữa thôi là bạn gái của mình trong chương trình ngày hôm nay sẽ xuất hiện nha. Dạ. À, đây là ghế rồi, còn nhầm ghế. Hai bạn có thể mở mặt nạ của mình ra rồi đó. Thoải mái hơn rồi ha. Bây giờ hai bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi, mời em trai. Chào chị Cát Tường, xin chào người bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em là Thái Văn Nguyên, hôm nay em sắp tròn 32 tuổi. Sắp tròn 32 tuổi. Em đến từ Nghệ An, hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở Định Quán, Đồng Nai. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bên trung tâm phát triển quỹ đất, bên đền bù giải tỏa. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị. Dạ, chào anh cùng bàn. Em tên là Như Mai, năm nay em 25 tuổi. Em đang làm việc và sống tại Biên Hòa. 25 tuổi, đang sống ở Biên Hòa, quê mình ở đâu? Quê gốc của em ở Hải Phòng. Quê Hải Phòng, vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào từ lúc 2 tuổi. À, coi như là từ nhỏ tới giờ. Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng? Dạ. Bên là nhân viên ngân hàng, bên là giải tỏa ha. Biên Hòa với Định Quán, em có ngại đường xá xa xôi không? Không, em không ngại lắm. Tức là mình mà có vì cái tình yêu mà mình đến nhau thì cái nó đúng bình thường. Rồi, dạ. Đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em là người quan tâm người khác, là biết lo lắng cho người thân, uống thuốc. Về điểm yếu của em thì tức là hơi nhút nhát, hơi nóng tính một xíu. Gái. Dạ, điểm mạnh của em là người có tinh thần trong công việc. Thẳng thắn trong công việc. Em biết nấu ăn, thích chăm sóc gia đình. Em thích hát và thích vẽ lung tung. Dạ. Thích hát và thích vẽ. Dạ. Ok, bây giờ để thay đổi không khí, em có thể hát tặng bạn trai một bài hát, một đoạn nào đó cho nó vui. Em xin tặng chị với lại bạn nam một đoạn của Nàng Quan Họ Bắc Linh. Nàng Quan Họ quê tôi, tháng riêng mùa hát hội, những đêm trăng hát hội, con sông cửa làng bao xanh, ngang lưng làng Quan Họ xanh xanh. Làng Quan Họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đều ngọn gió
cho nón quay thao người ơi, nón quay thao như nói gì người ơi. Dạ thôi. Đó là những cái điểm mạnh điểm yếu của mình. Thế còn về tình trường thì sao? Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em đã trải qua một mối tình duy nhất. 32 tuổi chỉ một mối tình thôi. Mối tình kéo dài được bao lâu? Dài hơn 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ, hay là khoảng cách hơi xa. Hồi đó thì em thì ở Nghệ An mà người kia thì ở Hà Tĩnh. Vì khoảng cách địa lý nên phải chia tay. Sao cả chục năm nay em cũng không quen được ai? Em cũng quen thôi nhưng mà vài ba tháng thì mình chưa gặp người là để làm cho mình. Là cái duyên vẫn chưa gặp người đúng ý để mình có thể tiến xa được. Vậy còn em? Dạ em cũng có một mối tình nữa chị. Là mối tình hồi đó là hồi em học đại học. Cũng quen nhau được gần một năm. Kiểu của anh ấy là anh không thể hiện cái tình cảm đó với em cho những người ngoài biết. Giấu giếm. Dạ. Cái cảm nhận của em là anh ấy có người khác rồi. Đúng rồi. Em đừng chủ động chia tay trước. Sau đó thì em học về mạng ngân hàng á. Đa số là nữ nhiều mà ít nam. Đa số là mấy anh đã có gia đình. Thế em muốn tìm cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Là một người phụ nữ biết quan tâm và lo lắng cho gia đình, thoải mái vui vẻ, dễ hòa đồng, dễ chia sẻ với người chồng của mình. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì tóc cả ngang lên dưới, cắt ngắn quá, tóc xoăn. Tóc ngang lưng, đừng ngắn quá. Về cái ăn mặc thì không lè loẹt. Không lè loẹt. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Nói nhiều mà càm ràm. Tôi đàn ông nào tôi hỏi cũng nói là không thích càm ràm, thích nói nhiều. Mà tôi nói thiệt, phụ nữ 10 người hết 9 người nói nhiều, 9 người rưỡi luôn á là nói nhiều với càm ràm rồi. Nói một lần thôi là mình tự sửa rồi. Nói một bạn trai ai cũng nói, em nói một lần thôi được rồi. Nói một lần mà không chịu sửa thì ta phải nói hoài chứ. Em thấy ít người nào mà nói một lần mà nghe lắm chị. Trời ơi, lì lắm. Nói hai ba lần mà nghe hoài, nữa. Chưa chịu sửa nữa. Em mẫu người bạn trai lý tưởng của em như thế nào? Có trách nhiệm với công việc của mình trước. À, yêu thương gia đình. Đầu tiên là gia đình của bạn ấy. Bạn ấy yêu thương gia đình bạn ấy thì bạn mới có thể quan tâm đến gia đình của mình sau này. Về chiều cao thì anh ấy cao tầm 1m6 trở lên thôi. Chiều cao của em cũng hơi khiêm tốn, hơi cao cao ốm ốm. Mắt mũi đầy đủ miệng được. Đương nhiên phải mắt mũi đầy đủ chứ sao? Em không thích có dâu quay nó. Không thích đâu quay nó. Dạ. Yeah. May thì... quá ảnh nhiều lắm anh mới cả. Thì tại vì thì quan điểm của em thì râu quai nón thì cũng thấy là đàn ông ấy, nhưng mà thứ ba em nói là thường hay lăng nhăng, mà em sợ nhất là đàn ông lăng nhăng. Đây, với những gì em yêu cầu, xin mời em hãy lựa chọn một chàng trai trong này. Xin mời hai bạn hãy cho nêu cho đối phương ba cái đặc điểm ngắn gọn, xúc tích, khó khó một chút để ta chọn mình. Em hãy nói trước đi. Phong cách lên nó trẻ trung. Phong cách trẻ trung. Cao tầm khoảng 1m6 đến 1m65. Hay cười. Hay cười. Mời em đó, cho ảnh ba cái gợi ý. Hai cười, tóc đen, dáng người em cũng hơi mũm mĩm. Hơi mũm mĩm. Rồi lựa đi, 30 giây cho các bạn lựa chọn. Coi cho kỹ nha. Tìm ra chưa? Rồi bạn hãy giữ nguyên hiện trạng đó. Để lên một chút xíu nữa tôi sẽ mở cửa trái tim ra để bạn tự kiểm tra mình có đúng hay không. Rồi hay quá, chúc mừng hai bạn. Hai người này hay. Đến giờ xin mời các bạn hãy xem thử coi cái cảm giác của mình có đúng hay không nha. Có mấy ba tặng em. Dạ, em cảm ơn. Đây, theo. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Em nha. Dạ. Sao bao nhiêu 2, 4, 6 cô gái này sao em đoán là được cổ hay vậy? Em nghe bạn nói là hơi thấp mà muốn đứng hay cười. À, hơi thấp mũm mĩm hay cười ha. Còn bên đây sao mà ba mấy anh nó giống hệt y chang nhau chiều cao luôn mà em nhận. Nhưng mà anh ấy bảo là phong cách của anh nó hơi trẻ trung thì em nhìn ba hình của anh ấy nhìn trẻ trung nhất. Quá tuyệt vời. Rồi như vậy thì một số những cái thông tin cơ bản thì chúng ta đã tìm hiểu trao đổi nãy giờ. Các bạn sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau và cùng nhau thưởng thức một buổi ăn trưa rất là ngon ngay tại đây. Bây giờ thì Tường mời hai bạn cùng ăn trưa với nhau và cùng trò chuyện ha. Món ăn của hai bạn ngày hôm nay rất đặc biệt nha. Đây là một phần combo set chính bán cực kỳ chạy của No Food, ship thức ăn nhanh. Set này bao gồm có gà túc mật ong nè, kimbap truyền thống nè và trứng cuộn ngũ sắc. Ăn no được cho hai người nhưng mà giá cả thì rất là sinh viên. Rồi mời hai bạn thưởng thức nhưng đừng quên là tâm sự nha. Vừa ăn thật ngon vừa tâm sự. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ. Từ chỗ anh lên Biên Hòa em khoảng bao nhiêu cây nhỉ? 80 cây. 80 cây. Vậy anh có ngại đi xa không? Nếu mà lâu nhất là khoảng 1 tháng mà anh lên một lần. Dạ. Em làm ngân hàng gì? Em làm bên Vietinbank. Vietinbank. Dạ, gia đình anh là mình có mấy người ạ? Gia đình anh có tức là 4 anh em. Dạ.
là đầu. Cuộc sống bình thường thì em ghét nhất điều gì? Cuộc sống bình thường em ghét nhất là ai mà lôi thôi mà bày bừa ra là em không thích. Tức là người là gọn gàng đúng không? Đúng sạch rồi, em thích người gọn gàng sạch sẽ. Em có thích không? Hay đi ra ngoài hoặc là du lịch là biết phượt gì không? Em thích đi phượt lắm. Em thích đi không? Mình có thể đi bằng xe máy. À, đi đâu xa chưa? Đi xa thì nếu mà đi xe máy thì tụi em chỉ có đi Vũng Tàu với lại đi Đà Lạt thì có đi. Anh thì mình 32 tuổi thì khi nào mình muốn lập gia đình? Anh lớn tuổi rồi mà mới suy nghĩ lập gia đình có cách đây 2 năm trở lại đây à? Do ba mẹ anh em nói nhiều về gia đình, công việc thế mọi thứ ổn định nữa nên con muốn tìm trong năm luôn. Anh ghét mẫu người con gái như thế nào? Con gái thì anh thích ăn mặc vẹn vẹn, sơn móng tay móng chân mà tẩm màu á. Anh em không sơn móng tay móng chân rồi. Sơn cũng được cho bao nhiêu, sơn nước một trắng này được. Em thì em lại không thích những cái mỹ phẩm nó nhiều. Yeah. Em sinh năm 94 hả? Dạ em sinh năm 94. Tháng 7. Tính tuổi âm là em sinh năm 93 mới đúng. Tại vì em đẻ 27 Tết. Còn Dương là sang tháng. Còn Dương là qua tháng 2. Anh thường ở cơ quan mình có đi giao lưu với bạn bè nhiều không? Tính chất công việc của anh là hầu như là nhiều lắm. Mà anh thì nhậu cũng nhậu được. Ý là mình có thời gian với gia đình không? Thời gian gia đình thì có thời gian nhiều với gia đình lắm. Nhậu nhiều cũng nhiều nhưng mà anh hạn chế nhiều. Dạ. Ngon không? Dạ ngon chị. Nãy giờ ăn thôi là lo ăn không hay là lo nói chuyện hay là nói chuyện mà quên ăn? Dạ cả anh cả. Em thấy anh cũng ít nói toàn em hỏi không mà. Vậy á hả? Ở No Food này là mình có thể gọi order, ta ship tới tận nơi cho mình luôn. À, có đi chơi đâu đó, đi picnic rồi gọi đồ ăn đem theo cũng tiện đúng không? Rồi thế bây giờ trò chuyện rồi, ăn uống rồi. Bây giờ hai bạn hãy chơi một cái trò chơi trước. Bây giờ trên tay chị Tường là có những cái câu hỏi. Hai bạn sẽ mỗi người bóc ra một lá thăm. Nếu như trong này có yêu cầu cái gì thì hai bạn sẽ làm cái đó, được không? Mời em. Nụ hôn đầu đời của em là với ai? Năm bao nhiêu tuổi? Mà ở đâu? Nói thiệt nha, dạ với bạn bạn trai cũ. Lúc đó em 19 tuổi. Ở một quán cà phê, hồi đó là em làm phục vụ bàn. Thì anh cũng làm rồi đó. Vậy là hung trộm. Dạ đúng rồi, hung trộm đó. Lén hùng hôn đầu đời nhớ dai lắm. Rồi mời em. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Hơn là chị. Em ai biết đâu, em làm gì mà cô e cổ phải thấy lãng mạn, cô phải vừa ý chứ. Anh món nhà hàng này anh được anh. Đó. Được không? Vậy lãng mạn không? Được không? À, nãy giờ được ăn uống, trò chuyện, cũng chơi, giao lưu với nhau vui rồi ha. Bây giờ là cái giây phút quan trọng nhất. Chị Tường muốn hai bạn hãy thành thật với nhau. Nhìn thẳng vào người đối phương của mình. Nói gì đó nó chân thành nhất, cảm nhận như thế nào về người đó. Mời bạn trai nói trước. Đây là lúc mình nói lòng mình đang nghĩ gì, mình mong muốn điều gì, hay là mình cảm nhận về cô ấy như thế nào. Qua cuộc gặp hôm nay thì đối với anh á, là cái cuộc gặp đầu tiên nó quan trọng lắm. Tuy chưa tiếp xúc nhiều á, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của anh là như có một cái giác quan thứ 6. Mời em. Đối với em thì một người đàn ông là phải có trách nhiệm. Thì lần đầu tiên mình gặp thì cảm giác là anh thì là một người chững chạc. Còn những cái vấn đề sau đó thì mình phải tiếp xúc nhiều hơn thì mới biết được. Mặc dù là đến với chương trình thì có không quá nhiều thời gian, nhưng mà chị Tường nghĩ vẫn đủ để chúng ta, giống như là bạn trai nói, đó là một cái giác quan thứ 6 của mình, một cái cảm nhận. Nếu thật sự chúng ta rung động và nghĩ rằng đối phương có thể là một nửa ta đang tìm kiếm thì ta bấm nút hẹn hò. Nếu như cảm thấy ta không rung động, không bấm, bởi vì có rất nhiều người đang theo dõi chương trình này ở ngay giây phút này. Bấm hay không là quyền của các bạn. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại. Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu đồng ý chúng ta bấm mạnh vào nút. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Tại sao bạn trai lại không bấm? Em lúc đầu em nói đó, cái giặc quan mình mới gặp đầu. Xem em thấy như em gái mình thôi. Đó là sự rung cảm của mình chưa có. Rồi mời hai bạn đứng lên. Cảm xúc của em hiện tại bây giờ như thế nào?
Thì em thật ra em cũng hơi thất vọng vì bạn em không có bấm. Nhưng mà cái đó là quan điểm của mỗi người thôi. Không sao phải cả. Tôn trọng. Rất là nhiều người đang theo dõi chương trình, biết đâu sẽ có một anh chàng nào đó bấm nút dành cho bạn. Và trước mắt là các bạn đã nhận được mỗi người một cái voucher. Đây là một cái suất tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline. À, các bạn được quyền tham gia chương trình này một lần nữa. Biết đâu các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Ngoài ra các bạn còn nhận được một cái voucher giảm giá 30% khi đến ăn uống tại chuỗi nhà hàng Aori Ramen. Đến đây là một cái không gian rất là lãng mạn, ta ăn uống trò chuyện, có thể dẫn gia đình của mình đến hoặc là bạn bè của mình đến đây để mà ăn uống vui chơi với nhau. Thưa quý vị, mặc dù là hai bạn đã không có đồng điệu với nhau và không có cùng bấm nút nhưng mà không sao cả. Biết đâu thì các bạn sẽ còn một cơ hội nào đó. Như các bạn nào đang theo dõi chương trình mà muốn kết nối với hai bạn này thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Và những bạn nào vẫn đang lẻ loi muốn mong muốn tìm một nửa yêu thương của mình thì cũng hãy mạnh dạn lên, tự tin lên, đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Biết đâu chúng ta sẽ có một cặp nha quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất là quen thuộc, 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCT Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Hiện tại là cả ba bạn, một bạn nữ và hai bạn nam đã được nghe rõ nhau hết trơn rồi. Ba bạn có thể nhìn thấy chị Cát Tường nhưng mà các bạn chưa nhìn thấy nhau nha. Ok, bây giờ quay lại với bạn gái nè. Em hãy giới thiệu về thông tin cá nhân của em trước đi. Em tên là gì? Em chào mọi người, thì em tên là Duyên. Em sinh năm 97, thì em đang 23 tuổi, tháng 9 này là em sẽ là 24. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang công tác ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên nhân sự của một bệnh viện ngoài này ạ. Em phụ trách bên mảng là tuyển dụng với lại quản lý đào tạo nhân viên ạ. Ủa mà sao mình làm việc ở tới ngoài Phú Quốc vậy? Cơ duyên nào ra đó và ra được bao lâu rồi? Tại vì em thì thích đi đây đi đó, thì em có apply ở khi trong đấy em có apply ra Phú Quốc. Khi mà em phỏng vấn ở ngoài, xong rồi em quyết định cái ngày phỏng vấn là mọi người bảo với em tại ra Phú Quốc còn ạ. Ở một mình hả em? Em ở một mình ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Duyên là gì? Điểm mạnh của em thì chắc là em có thể chịu được áp lực khi mà mọi người trút hết sự tức giận lên em, thì điều em không có thể hiện ra ngoài mặt, vì em bên trong em rất là nổi giận, nhưng mà em sẽ mềm mại với mọi người, nói chuyện từ từ. Còn cái điểm yếu của em là em bị ảnh hưởng nhiều bởi suy nghĩ của người khác, xong rồi em cảm thấy buồn vì điều đó. Thật ra sống mình nhiều cảm xúc như vậy cũng tốt, nhưng mà đôi khi là mình phải làm chủ cảm xúc của mình, chứ mình để người khác điều khiển cảm xúc của mình thì mình sẽ khổ á, mình sẽ là cái người khổ á. Vậy thì em có những cái sở thích hay những cái đam mê gì riêng không? Sở thích của em là em thích đi đi ăn uống, uống bia với mọi người ở ngoài này, uống bia với mọi người ở ngoài này. Em thích chụp ảnh, em có đam mê là chụp ảnh máy phim. Dạo gần đây thì em bắt đầu em chuyển qua chụp máy phim. Chụp máy phim luôn? Dạ, máy phim kiểu phim cũ ạ. Hay quá ha. Đúng rồi, ở ngoài Phú Quốc thì rất là nhiều cảnh đẹp ha. Ok, bây giờ chị sẽ đến với chàng trai đầu tiên nè. Tên dạ tuổi đó. Của em nè, công việc hiện tại và em đang ở đâu nè? Em là Trần Anh Vy, sinh năm 1994 ở Bình Định á. Hiện giờ đang làm việc ở tại Đồng Nai. Em đang làm ở phòng khám đa khoa Long Bình Tân ạ. Cũng làm trong bệnh viện luôn, trong phòng khám luôn. Cũng có một sự hơi trùng khớp với Duyên một xíu ha. Thấy em này mặc áo blue trắng nè, mình đang làm gì trong bệnh viện? Cái công việc chính của em trong bệnh viện là em làm gì? Dạ, em làm điều dưỡng với kỹ thuật qua X-quang ạ. X-quang. Vy đang chuẩn bị đi trực hả Vy? Tới giờ đi trực hả? Dạ, chuẩn bị có đòn vô chị. Dạ vâng ạ. Chuẩn bị thế cho giám đốc ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Vy là gì? Dạ, điểm mạnh của em á là chơi được tất cả các môn thể thao như bóng chuyền, đá banh, bơi lội, dưới tập viên. Wow, giỏi quá vậy. Thấy tay cơ bắp dữ lắm nha, đâu gọng chuột lên chị Tường coi cái coi đó, tôi nhìn là tôi thấy liền rồi, ghê thiệt. Rồi mạnh khỏe như vậy là tốt ha, có tinh thần thể thao trong mùa dịch cũng rất là tốt luôn. Dạ, điểm yếu của em là hồi giờ là hát không hay, không thích đi phân khối nhỏ, đi tập tốc độ chậm á. Có nghĩa là em đi nhanh hả hay sao? Dạ vâng ạ. Chạy xe? Dạ vâng ạ. Chạy nhanh lắm? Dạ vâng ạ. Dạ. Đi đâu?
Đi đâu mà chạy nhanh dữ vậy? Dạ đi theo đoàn chị đi phượt á. Trời ơi, anh chàng này cũng hay ha, làm trong môi trường bệnh viện nhưng mà cũng rất là thích là ngao du ha, rồi thể thao nữa, cũng hay à, rất là đặc biệt, rất là cá tính. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giòn 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Thường thường đi phượt là mình đi được những đâu rồi? Rồi mình đi là mình đi với ai? Giờ hồi quê là em đi thường thường đi ra Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, với Quảng Bình á. Rồi bây giờ qua chàng trai thứ hai nè. Hello em trai. Em chị à, em tên Lê Văn Chí Tâm chị. Tâm đang livestream ở cái khung cảnh ở đâu mà nhìn nó rất là dân dã, rất là yên bình vậy? Em ở Càng Long, Trà Vinh chị. Biết ngay, tôi biết miền Tây ngay mà, Trà Vinh phải không? À, Tâm là mình đang làm công việc gì á Tâm? Dạ em làm em công ty bảo hiểm rồi nên sao. Mà em làm công việc này lâu chưa? Khoảng 2 tháng rồi, em mới vô làm khoảng 2 tháng. Ủa vậy trước đây thì em làm cái gì? Trước em làm ở trên Bình Dương, sau này ở chung với bà ngoại á. Nên bà ngoại già nên về quê ở với bà. Tại lúc nhỏ là em ở từ bây giờ ông bà già phải không? Trước khi em làm bảo hiểm là em làm nghề công việc gì? Làm bảo dưỡng ô tô chị. À, bảo dưỡng ô tô, rồi bà ngoại bệnh phải không? Rồi mới về quê ở với ngoại để chăm sóc ông bà, rồi mới làm bảo hiểm đúng không? Dạ. Rồi ok, điểm mạnh điểm yếu của em là gì chứ Tâm? Dạ em chơi được tất cả môn. Bóng đá, cầu lông, dạ, bơi lội gì em làm được hết. Trời ơi, dữ ha, dân miền Tây là lội dữ rồi. Vậy là hôm nay là hai chàng trai của Thu Duyên đều là những chàng trai rất là thể thao nha. Có lựa chọn rồi nha. Giờ là mình định ở quê luôn hả em hay là như thế nào? Dạ nếu mà sau này có điều kiện thì ra tốt làm chị. Ra đâu làm? Tốt Trà Vinh rồi. Rồi thì cũng hy vọng cho cái công việc, hy vọng cho sức khỏe của ở nhà ông bà khỏe hơn ha. Rồi em cũng có cơ hội để lựa chọn những cái công việc nó thích hợp, cái công việc nó tốt hơn cho mình. Em nói là em ở với bà ngoại, vậy còn ba mẹ em đâu? Dạ ba mẹ em thì ở riêng chị. Tại lúc nhỏ mới học bắt em về ở với bà ngoại hồi 1 tuổi lận. Tại vì ở nhà mẹ thì có hai đứa em. Em phải lên ở với bà ngoại. Vậy là từ nhỏ luôn, là mình không có sống để mà được ba mẹ chăm sóc từ nhỏ luôn. Dạ. Cũng hơi thiếu thốn tình cảm ha. Có thấy buồn không? Dạ không chị. Tại vì ở khắp bà ha, ở với mẹ. Ok, rồi quay lại với Duyên nha. Duyên nghe sự chia sẻ của hai chàng trai mình hôm nay không? Trước tiên thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào nè? Em thấy như thế nào nè? Em thấy là hai bạn bạn nào cũng đều thích chơi thể thao. Nhưng mà em thì không có chơi thể thao. Em thì không có chơi thể thao. Mốt về mấy bạn này làm động lực cho mình sao tốt mà. Hiện tại từ lúc em ra Phú Quốc này em đã tăng cân rất là nhiều. Em đã tăng cân rất là nhiều. Với lại em thấy hai bạn đều có những cái liên quan tới mạng y tế của em. Ví dụ như bạn Vi bạn ấy làm bên điều dưỡng. Còn bạn Tâm thì bạn ấy bên bảo hiểm. Thì bên em cũng hay liên kết với các cơ quan bảo hiểm. Thì để làm claim bảo hiểm cho khách hàng ấy. Cái slogan trong cuộc sống hiện tại của em là gì Duyên? Em có nêu ra là cái mọi việc rồi cũng sẽ ổn. Nếu như mà nó không ổn thì nó không phải là cùng. Thì cái này là từ những cái kinh nghiệm thực tế mà em đã từng đi qua. Tức là trong cuộc sống em cũng nhiều khi em gặp những cái trường hợp mà em nghĩ là thôi xong rồi đó, kiểu như mình không còn cách nào để mình lấy nữa. Nhưng một thời gian sau thì em nhìn lại á, cái việc đấy nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, kiểu không có cái gì hết. Anh Vi, cái slogan trong cuộc sống hiện tại của em là gì? Dạ slogan của em là bình tĩnh là xong rồi, còn nhiều thứ thú vị nữa. Đúng, đi một ngày đàn học một sàng khôn, cuộc đời này rất là thú vị, tương lai còn mở rộng ở phía trước. Chàng anh chàng Chí Tâm của chị, bây giờ mình cái slogan sống hiện tại của em là gì Tâm? Dạ không gì là không thể chị. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Rồi bây giờ tình trường của em sao Tâm? Dạ em trải qua hai mối tình. Tình đầu tiên là năm lớp 12 là em đi gia đình khó khăn á, nên là em đi lên Bình Dương vừa làm vừa học. Xong rồi có quen được một bạn nữ trong công ty. Thì chiều quê em làm học xa mà cách lòng sao á. Chia tay luôn. Bạn nói nó không hợp nên chia tay chị. Quen được bao lâu? Dạ được 2 năm chị. 2 năm rồi xa mặt cách lòng chia tay. Mối tình thứ hai thì tốt nghiệp 12 em lên được làm gì học á, là em học bên chuyên ngành bên công nghiệp ô tô chị. Là em quen dạng như là gia đình nói ra vô vậy đó.
Tại vì lúc đó thì em cũng dạng như là công nhân thôi, cũng chưa đi làm mướn thôi, cũng vừa làm vừa học thôi, cũng chưa có tương lai chứ. Rồi mối tình nó kéo dài được bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm luôn? Tại vì lúc đầu ra thì nói chung em cũng nhờ công ty cho điều kiện đi học với chị, nên là em cũng muốn ở lại làm trong công ty thời gian đó mới ra được đi làm. Như vậy thật sự là tình yêu nó cũng chưa đủ lớn ha Tâm ha. Nếu mà đủ lớn thì mình sẽ cùng nhau mình chờ đợi qua, mình vượt qua được đúng không? Vậy là bao lâu rồi, mấy năm rồi không có bạn gái? Cũng gần 7 năm rồi chị. Về đây em cũng làm bách hóa xanh, lúc trước cũng làm bách hóa xanh được 1 năm. Xong rồi em có đi ăn cơm ở quán á. À. Có cái gì đó chỉ kêu gã con gái cho, mà có em nói chắc cũng nói giỡn thôi. Tại vì cũng đâu có quen biết mình đâu. Nên là em cũng nói thôi, tại con chưa có biết con gái cô sao này kia rồi nữa. Là từ chối trước kia chị. Là có người đòi gã con gái cho mình mà mình từ chối chứ mình không có ế đúng không? Phải, tại vì nhiều khi người ta nói chơi cũng không biết. Nhưng mà người ta nói chơi vì con gái người ta đòi gã cho em, có nghĩa là người ta cũng quan sát rồi, người ta thấy em cũng được, có cái điểm gì đó người ta mới đòi gã con gái cho mình chứ, đúng không? Rồi ok thôi, cảm ơn em. Bây giờ đến Vi nè. Vi kể về tình trường của Vi cho chị Tường với lại là cho Thu Duyên nghe với nè. Là em được 2 mối tình. Mối tình thứ nhất á, là từ lớp 11 là được 1 năm. Mối tình thứ hai là từ lúc sinh viên là được 3 năm à. Cái mối tình sau 3 năm lỡ thì lý do tại sao mà chia tay? Dạ em cũng biết lý do, học xong 3 năm rồi á, nhưng hai đứa về cái bạn đó cũng đi làm bệnh viện luôn. Cùng hai đứa nhưng cách đứt liên lạc rồi. Em đi kiếm nhà bạn đó cuối cùng cũng ra luôn. Là sao? Em cũng không biết nữa. Sao không biết? Mình phải tìm hiểu chứ. Trời đất ơi, 3 năm trời mình yêu nhau mà mình phải biết chứ, mình phải đi tìm kiếm, tìm nguyên nhân chứ. Thì em cũng đi kiếm rồi mà cũng không ra được kết quả. Do đợt trước là có một bác sĩ chẩn đoán bạn đó là có một khối u bên trong và bên trong tử cung. Thì cũng đâu liên quan gì đến cái chuyện mà dạ, vâng. mà ra đi không một lời từ biệt, hay là bạn ấy thấy là bạn ấy bị bệnh nên bạn ấy không muốn liên em lạc. Em không biết. Mà nhà thằng đó cũng cách em cũng gần này, bạn kiếm biết cuối cùng là cũng không được luôn. Không được em luôn. Em đi hỏi luôn rồi. Không gặp nhau bao lâu rồi? 4 năm không gặp. Cuối cùng là bạn đó ở trong bệnh viện, là cái ngày mà em bắn máu cho bạn để bạn bị sốt. Bắn máu cho bạn để bạn bị sốt. Sốt nặng hả? Chứ bị mình vết thương mà. À, có nghĩa là khi hai đứa quen nhau thì bạn ấy đã có bệnh rồi. Và em đã chăm sóc bạn ấy ở trong bệnh viện. Lần cuối gặp nhau là ở trong bệnh viện. Dạ vâng ạ. Rồi sau đó bạn nó mất tích luôn. Dạ vâng ạ. Mà trước đó là không có xảy ra mâu thuẫn gì hết? Dạ không xảy ra mâu thuẫn gì đó. Cứ hàng năm á, đúng ngày 15 tháng là đi kiếm bạn đó ở tất cả các bệnh viện ở quê em ạ. Dạ, cái ngày đó là ngày sinh nhật của bạn. Trời ơi, buồn quá ha, một câu chuyện rất là buồn. Sao có những... giờ chị cũng không biết chia sẻ như thế nào luôn. Duyên ơi, em nghe câu chuyện của Vi thì em cảm nhận như thế nào? Chị Tường cũng đang bồi hồi quá, không hiểu sao luôn. Em nghe em cũng hơi kiểu giật mình đó chị. Nói chung là hàng năm á, cứ 15 tháng 6 là tất cả các bạn từ bạn học, hồi bọn em cũng chia thân nữa, tất cả nhóm là ai cũng tìm bạn đó để liên lạc, để liên kết lại lớp á. Cùng không ra. Thì mình vẫn cầu mong, hy vọng rằng cô ấy vẫn là khỏe mạnh. Và cô ấy nhiều khi có một lý do riêng tế nhị nào đó không muốn gặp mọi người thôi. Thì cuộc sống vẫn phải cứ trôi, rồi chúng ta cũng phải hướng về phía trước. Chúc cho Vi là luôn luôn là lạc quan. Những cái chuyện buồn thì thôi mình gác qua một bên, để mình tiếp tục đến cái tương lai, cuộc sống phía trước nó tốt đẹp hơn nha. Dạ, anh cảm ơn chị ạ. Ừ, vậy là cũng 4 năm trời rồi là không có quen ai hết hả Vi? Dạ, không quen ai luôn chị. Đi học rồi đi làm à. Em đi học tiếng Nhật à. Dạ, đợt trước là em mục đích em học tiếng Nhật để em đi du học bên Nhật á. À, du học về ngành gì em? Dạ, điều dưỡng chị. À, mình là muốn đi học bên Nhật hả? Rồi tại sao chưa đi? Dạ, do vừa rồi ngày 1 tháng 4 của 2020 bị dịch á. Là bên đó nó đình luôn, không cho. Ồ, vậy mai mốt hết dịch thì này, em có đi nữa không? Em cũng đi luôn. Hết dịch thì mình có tiếp tục cái hướng dạ, mơ? Dạ không chị, bây giờ lớn tuổi. Lớn tuổi, cũng mới có năm ngoái, năm nay thôi, giờ lớn tuổi rồi. Ok, rồi cảm ơn em.
Rồi bây giờ chị quay lại với Duyên nha. Thì tình trường của Duyên như thế nào? Chuyện tình cảm của em thì em cũng qua hai mối tình. Một mối tình là từ hồi đi học, thì kiểu tình đầu học sinh á. Sau rồi tụi em học xong thì hai bạn, em và bạn đó đều không có những định hướng chung với nhau. Thì bạn đó quyết định ở lại Vũng Tàu để đi làm. Bạn ấy không học tiếp, còn em thì em học lên. Nên là bạn ấy nghĩ là bạn ấy sẽ không hòa hợp được với em về cái vấn đề đó. Nên là hai bạn em quyết định là không có theo tiếp. Rồi. Thì một mối tình nữa là cũng hồi năm 2020-2019 thì em có quen một bạn nam. Xong rồi em quen một bạn đó một thời gian thì em phát hiện ra hai điều. Một là bạn đó bị một căn bệnh nan y kiểu di truyền từ ba là đó. Thì ba bạn đó đã mất rồi à. Và điều em phát hiện được thứ hai là bạn ấy đã có người yêu rồi. Thì em mới phát hiện em là người thứ ba bất đắc chỉ à. Cái thời gian đấy thì cũng may thay là em đi, em nhận được offer ra Phú Quốc. Nên là em tạm thời em không nói chuyện nữa, em đi ra đây em đi làm. Ủa rồi cái bạn trai thứ hai đó là rồi, hiện tại là vẫn mạnh khỏe không? Ừ, bạn đó bị về thận. Cái bệnh đó là không chữa được, sẽ phải chạy thận nhân tạo suốt thôi. Nhưng mà bạn đó chạy thận luôn rồi hả? Nặng vậy hả? Chưa đến mức à, chỉ là mới bị bệnh. Nhưng mà lâu bạn ấy đi lấy sinh thiết thì em cũng có biết thông tin. Hiện tại thì bạn ấy đã kết hôn với bạn. Kết hôn luôn rồi. Wow, dạ. Rồi, ok. Thế bây giờ là Duyên mong muốn tìm một cái người bạn trai hay là một cái người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Không phải là em thực dụng đâu, nhưng mà cái bạn trai của em thì ít ra cũng công việc cũng ổn định. Tại vì để cả hai không phải phụ thuộc vào nhau á chị. Nếu quan sát tinh tế một xíu rồi để ý mọi người, quan tâm mọi người. Cao hơn em. Chị nghĩ đây anh nào cũng cao hơn em? Em cao 1m55-56 luôn. Với lại các bạn ấy có thể thông cảm được cho em. Tại vì công việc của em thì tiếp xúc với rất là nhiều người, em làm tuyển dụng mà. Các bạn có thể yêu xa. Tại vì em ở Phú Quốc có những sở thích giống em. Ví dụ như là uống bia, nuôi mèo, em cũng hay nuôi mèo đó. Với lại à, có một cái quan trọng đó là em có hình xăm. Em cũng muốn chia sẻ luôn là nếu như mà bạn ấy không ngại về vấn đề em có hình xăm. Đâu, nãy giờ chị đâu thấy hình xăm gì đâu, cho chị Tường coi cái coi. Chị thấy à, chứ mấy bạn nam kia đâu có thấy con mình, chị thấy à. Ừ. Mà nhiều hơn, xăm nhiều hơn. Chắc là cũng khoảng 4-5 cái á. 4-5 cái giờ, có một cái hình xăm đầu tiên là em xăm hình con mèo, từ em thích mèo. Và em xăm chữ mâm. Thì em rất là, đối với em mèo quan trọng. Hình xăm thứ ba là có một cái, tức là lúc đó bạn của em, bạn đó cũng là người yêu cũ của em luôn. Bạn đó thì có làm bắt đầu học xăm, thì em cũng qua đó để cho bạn đấy test tay nghề đó. Em cũng rất là thích cái đó. Xăm một cái cây xương rồng chị. Một năm sau đó cái nó mới kêu là ê mày qua đi tao cover lại. À. Ta đè lên cho mày một cái hình đẹp hơn. Thì là đó là cái hình cover của cái hình trước của nó. Rồi có một cái hình là em là mạng thủy, cho nên là em có xăm một cái hình con cá he, cá voi. Chị ý nghĩa là nhìn dễ thương lắm. Ý nghĩa nó ghê gớm quá ha. Ý nghĩa gì nãy giờ tôi thấy tự nhiên thích mèo, xăm con mèo. Mai mốt giờ là em thích anh nào, mai mốt em xăm tên mẹ vậy. Mai mốt em lấy chồng em phải xăm chồng nè, xăm tên chồng nè, rồi đẻ con là phải xin xăm hình con, đẻ tên con nữa. Trời ơi. Rồi hai chàng trai của tôi thích đó chị ơi. Ý là cho em hỏi cái hình xăm xương rồng có nghĩa là gì nhỉ? Kiểu như là tính của em là một cái tính gọi là kiên cường. Em là một người rất là không bao giờ thể hiện ra em vẫn bị trước mặt người khác. Tâm suy nghĩ sao về những hình xăm của Duyên? Cũng được chị, nhưng mà hình quá chẳng như xăm tay thì kia rồi á. Thật như đây em không thích nhiều chị. À, Giang hồ quá chị. Giống giang hồ quá hả? Ừ. Vậy giờ em thích mẫu người phụ nữ như thế nào nè? Tâm luôn, sẵn chị hỏi luôn. Em thì là yêu cầu thiệt, không cần nấu ăn ngon cũng được chị. Về việc mà ăn nhậu là mình trong đi xã giao rồi này kia, dễ yêu cầu lùng hơn em được chị. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m82 chị. Gì? Cao mét mấy? 1m82 chị. Em nghĩ có cô nào mà cao nổi hơn em. Trời ơi, ổng cao sọc cao nghèo nghèo mà ổng đòi. Ok, cảm ơn em. Ê rồi còn anh Vi, tiêu chuẩn của em như thế nào? Dạ, nói chung là bạn gái thì phải hơi nhỏ hơn tí thôi. Nói chung là nhậu thì ok rồi, em cũng biết nhậu. Nhưng mà là không hút thuốc. Mà biết công việc mà lắng nghe là được. Rồi, hôm nay người thân với em để mà tư vấn giúp cho em là ai? Em ra ngoài này thì em có quen được một bạn. Thì đây là gọi là chị thôi chứ không phải bạn, nhưng mà cũng chơi rất là thân với em. Hello, chào em gái. Dạ em chào chị Tường ạ. Em tên gì?
À dạ em tên Đình ạ. Thế bây giờ hôm nay mình làm quân sư nè. Đó, bây giờ em Đình có thể hỏi anh Vi cũng như là hỏi Chí Tâm một vài cái câu hỏi mà em muốn, câu hỏi gì nó sâu sát vô để cho các bạn ấy trả lời, qua đó giúp cho Duyên có thể lựa chọn được một đối tượng cho mình. Mời em. Bạn Vi cho mình hỏi là bây giờ cái bạn nữ đó, tức là cái câu chuyện tình của hai bạn kết thúc nó cũng không có rõ ràng. Cho nên là nếu trong trường hợp bạn có bạn gái sau này rồi, nhưng mà cái bạn gái cũ của bạn lại quay về, thì bạn sẽ có cái phản ứng gì, và lúc đó bạn có quyết định, nếu mà bạn gái cũ quay về và muốn nối lại mối quan hệ với bạn á? Thì em vẫn xem là bạn bè thôi, bởi vì là bọn em là học cùng lớp. Còn mà bạn gái hiện giờ là nói chung là người đi dưới suốt cuộc đời với mình. Còn em hỏi bạn Tâm á, tại vì cái mối quan hệ trước đây của bạn Tâm á là vì sao mà cắt lòng cho đến mới chia tay. Thì bây giờ nếu như mà may mắn mà hai bạn có đến với nhau ấy, thì bạn Duyên bạn ở Phú Quốc, bạn Tâm thì bạn ở Trà Vinh, Tâm là bạn có cái giải pháp nào để tránh cái tình trạng là cam mặt cách lòng hay không? Dạ thì cái đó là mà sang năm ấy thì em đi cũng được, nhưng mà với em thì đó vậy, tôi chia tay em thôi. Em bất cứ ai làm gì làm, nhưng em vẫn yêu tới cuối, trừ khi bạn đó chia tay em thôi. Nhưng mà bây giờ yêu xa quá thì theo em nghĩ mình sẽ duy trì mối quan hệ như thế nào? Dạ mình gọi video call, nếu mà có thời gian đi gặp được là. Rồi sao? Với câu trả lời của ảnh, của anh Tâm như vậy rồi, hai em còn thắc mắc gì nữa không? Cho em hỏi thêm một cái, tức là nãy chị Đình có hỏi chị Hàng Tâm về vấn đề yêu xa, thì em muốn hỏi thêm chỗ bạn Vi. Xa thì không quan trọng, chủ yếu là quan trọng là bạn gái bên đó có chiều tới hay không. Hàng ngày á thì gọi video, hàng ngày nói chuyện, chủ yếu bạn gái sắp xếp công việc của mình là rảnh thời gian nào thì em có thể ra được. Thế bây giờ Duyên ơi, em cũng phải bây giờ em bàn bạc với bạn của mình xem để bạn mình tư vấn như thế nào, và em phải chọn ra một chàng trai thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một người nữa thôi nha. Chắc là em cũng xin lỗi bạn. Chơi được tất cả các môn thể thao, bóng đá, cầu lông, dạ, bơi lội gì em làm được hết. Nói chung là nhậu thì ok rồi, em cũng biết nhậu. Không cần nấu ăn ngon cũng được, chỉ là biết không kẹp mà lắng nghe là được. Chắc là em cũng xin lỗi bạn Tom, cũng xin lỗi bạn Tom. Em cảm ơn chương trình, thì em sẽ chắc là em sẽ chọn bên tụi bạn Vi ạ. Rồi ok, chúng bây giờ thì chị sẽ cho Duyên với Tâm gặp nhau nha. Rồi hai bạn thấy nhau chưa? Duyên với Tâm. Nói chung là ngày hôm nay thì cảm ơn Tâm vì đã dành thời gian đến tham gia chương trình. Đầu giờ mình nghe Tâm chia sẻ thì mình cũng hiểu một phần nào về tính của Tâm, là một người rất là chân thật. Duyên cũng có rất là nhiều bạn ở miền Tây, và Duyên rất là thích các bạn người miền Tây luôn. Các bạn ấy sống rất là tình cảm, rất là có sao nói vậy. Tương lai nếu mà có cơ hội được gặp lại thì chúng ta sẽ là những người bạn tốt, hoặc là hỗ trợ nhau trong công việc hay trong cuộc sống gì đó. Ok, không có vấn đề. Chị Tường cũng thay mặt chương trình chúc cho Tâm luôn được nhiều sức khỏe nha, phát triển tốt hơn trong cái công việc của mình. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Ok, cảm ơn Tâm rất là nhiều, hẹn gặp lại Tâm ha. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta đành phải chia tay bạn Tâm rồi. Bây giờ thì tiếp tục với chương trình với cái phần 2 để cho đôi trẻ hôm nay gặp trực tiếp và trò chuyện với nhau. Rồi, xin mời phòng máy cho kết nối Vi với Duyên ạ. Hello. Hello mọi người. Rồi, hai bạn thấy nhau rồi. Nhìn ha. Nhìn mặt đồng phục này rất là quen rồi. Bây giờ chị Tường sẽ out ra để cho cái mạng nó dạ tốt vâng, để cho hai bạn cùng trò chuyện với nhau. Rồi, xin mời hai bạn dạ tự nhiên. À. Cảm ơn chị ạ. Vi là Vi làm điều dưỡng bên chuyên khoa gì? Bây giờ là chuyên khoa nội luôn. À, chuyên khoa nội là đã có liên quan đến khoa ngoại nữa. Ngoại của mình là bên ngoại nội trú hay là ngoại phòng mổ nè? Ngoại trú á. Vi có thấy thích công việc này không? Nói chung là công việc y hầu giờ đam mê từ nhỏ rồi. Thực ra Duyên cũng nhìn thấy là các bạn làm trong ngành y, các bạn ấy có một cái tinh thần rất là sẵn sàng lăn xả, tại vì các bạn đã chấp nhận làm cái ngành điều dưỡng rồi, nên là đó là cái điểm mà Duyên rất là thích ở các bạn làm y. Duyên có kêu là không thích những cái hình, ý là hình xăm có ý nghĩa thì ok, còn hình xăm mà không có ý nghĩa thì khi nó không hẳn là ý nghĩa, kiểu nhiều khi là Duyên thấy nó đẹp, Duyên thích, nhưng mà Duyên sẽ không xăm những cái hình rồng, long, phượng, rồi các kiểu hổ báo cáo chồn đâu. Mình xăm á, ví dụ làm thì mình xăm ví dụ rồng phượng thì không sao, mà khi mà xăm con rồng con phượng phải biết ý nghĩa nó, tại sao mình xăm cái hình đó. Còn hình con hoa hồng là đó là một món quà yêu thích mình, dùng hoa hướng dương hay hoa hồng đó nó đặc trưng ý nghĩa riêng của nó. Như hoa hướng dương là tình yêu vĩnh hằng,
Do nhà Vi cũng có bên Hoa, cũng hiểu về một số bạn bè về Hoa. Trời, Vi cũng rất là thích hoa luôn, ngày nào hầu như là tuần nào cũng sẽ mua hoa lên văn phòng để cắm. Nhà Vi là nhiều hoa thôi, ngày thì nằm có hoa. Ok, hồi nãy thì Vi có nói là Vi có thể gọi video call hàng ngày á. Nhưng mà thực ra cái công việc của Duyên thì đôi khi không thể nào mà ngày nào Duyên cũng nghe điện thoại được. Thì có thể là Duyên sẽ không thể quan tâm được cái bạn trai của mình nhiều lắm. Nhưng mà Duyên cũng đang cố gắng là sẽ cân bằng lại những thứ đó. Nói chung là ai trong ngành ấy ai cũng hiểu về vấn đề đó. Tất cả cũng như Vi á, cũng làm hàng ngày, cứ sáng làm, tối về. Có ý định là chuyển tới chỗ khác làm không? Chỗ nào mà thuận lợi công việc của mình á, thì mình cứ đi làm thôi. Nói chung là ba mẹ cũng không ép. Còn như là Duyên á, hàng ngày ví dụ đi làm đó, ví dụ là có khi nào mà làm mệt mỏi, nằm tại chỗ, không biết lý do nào mình nằm. Chỉ có là đi về nhà thôi chứ, tại vì trong văn phòng thì có camera nên không được nằm. Cũng như ví dụ đang làm một việc đó bất lực, nói chung mệt hết sức nằm tại chỗ. Không, tại vì công việc của Duyên là làm văn phòng á, cho nên là không đến mức là nó bị mất sức, nhưng mà nó là nặng đầu. Trong cái đó là ngành ấy ai cũng hiểu vậy. Trong chồng bạn như là Duyên có thể cho cơ hội lẫn nhau được không? Ok, tại vì hồi nãy Duyên nghe Duyên chia sẻ về cái chuyện người bạn cũ, ví dụ Duyên có hơi một xíu là băn khoăn về cái vấn đề đấy. Nhưng mà nghe chị Ti hỏi bạn gái cũ bây giờ và muốn nối lại mối quan hệ với bạn á, thì em vẫn xem là bạn bè thôi. Bởi vì là bọn em là học cùng lớp. Còn mà bạn gái hiện giờ là nói chung là người đi dưới suốt cuộc đời với mình. Chị Đình hỏi á thì ok rồi. Một năm á, như là mình gặp nhau khoảng cỡ mấy lần á? Nhưng mà năm nay thì dịch quá thì không biết. Nhưng mà Duyên có thể sắp xếp về được. Nhưng mà nếu mà công việc nó ok cho Duyên về, có thời gian nghỉ á, thì Duyên có thể về được. Như Duyên thích đi phượt không? Hồi xưa thì thích đi phượt lắm, ngồi trên xe máy của bạn đi xuống thôi. Mà sau lâu rồi không có đi máy nhiều á, nên cũng không biết là có ngồi hoặc không nữa. Nhưng mà nếu có cơ hội thì rất là muốn đi xe máy. Hello, chào hai bạn, mình đã quay trở lại rồi. Duyên, hồi nãy chị nghe em nói là em thích mèo, thậm chí là em có xăm mèo luôn. Thì rồi hiện tại rồi mình có nuôi mèo không? Dạ có, em có nuôi hai con, nhưng mà nãy giờ em không thể bắt được nó xuống đây, nó đang ở trên tầng đó chị. Em nhặt được một con ở bệnh viện, còn một bé nữa thì là nó bị bỏ ở trong cái bãi đất nhà gần nhà em á. Rồi, giờ sao mà Vi, sao Vi có thích động vật không, có thích nuôi mèo không? Chứ cô này, cô thấy mèo ai bỏ rơi bỏ rớt, cô lụm dễ trơn nè. Dạ, hồi giờ em cũng thích nuôi động vật á, mèo là chó nữa. Vậy hả, mèo và chó luôn hả, ok. Nhiều người nói chó mèo không ưa nhau, chứ chị thấy có nhiều gia đình vừa nuôi chó vừa nuôi mèo, thấy nó cũng bình thường à. Thấy con chó mèo nó cũng chơi nhau bình thường à. Ừ, bây giờ thì quay lại chuyện của hai bạn. Thì thật sự cái thời gian để mình trò chuyện ở chương trình này nó không có nhiều. Thì bây giờ quan trọng là các bạn đưa ra cái sự lựa chọn của mình như thế nào. Cảm xúc của Vi hiện tại như thế nào về cái buổi gặp mặt ngày hôm nay? Dạ, nói chung là em cảm ơn chương trình đã tạo cho cơ hội cho em hôm nay. Và mong bạn là cho một cơ hội lẫn nhau. Em cũng rất là có cảm tình với bạn Vi, tại vì bạn ấy cũng có nhiều điểm chung với em. Ví dụ như nhà có bán hoa nè, rồi cũng thích nuôi chó mèo. Ừ. Rồi bây giờ các bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường là biểu tượng mặt trăng và mặt trời chưa? Ok, ok. Rồi, nếu như mà các bạn không đồng ý hẹn hò với nhau, mình cảm giác là hôm nay chương trình giới thiệu cho mình cái người này chưa có vừa ý mình lắm, thì mình có quyền đưa biểu tượng mặt trăng. Còn nếu mình cảm thấy là đây là một cái đối tượng mình có thể dành thời gian để tìm hiểu được hợp lý, thì mình cứ đưa biểu tượng mặt trời. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì mình sẽ đưa cái biểu tượng mà mình lựa chọn lên nha. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1. Sao thì không quan trọng, chủ yếu là quan trọng là bạn gái bên đó có chiều tới hay không. 2. Trời, Duyên cũng rất là thích hoa luôn, ngày nào hầu như là tuần nào cũng sẽ mua hoa lên văn phòng để cắm. Nhà Vi là nhiều hoa thôi, ngày thì nằm có hoa. 3, xin mời. Mong bạn là cho một cơ hội lẫn nhau. Em cũng rất là có cảm tình với bạn Vi, tại vì bạn ấy cũng có nhiều điểm chung với em. Đưa biểu tượng lên. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Chào, đi tập á. Em đi tập á. Và ngày hôm nay thành công rồi. Yeah, chúc mừng cho bà mối Cát Tường. Bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.